mở mà con nó té xong nhỏ này nè. Nó rớt ở xong bé từ, này hả? Dạ, ừ. Rớt cái mũi từ đầu mũi mà chạy tao lái rồi có uống nước rồi mò hai hơi. Hai hơi cái nó mới mò được nó lên siêu cò. Trời ơi. Dạ. Nhỏ này là mày bỏ mình lên chứ này là không có nó rồi. Con rớt xong hả? Rớt xong. Dạ con. Dạ. Mình định mình bị đuổi là sao chị? Em có không biết nữa. Tại vì dạ lên chảnh vô đó đậu rồi mấy đứa này nó cũng đâu có phá gì đâu. Đâu chơi lên già đâu. Chiên không hả chị? Dạ chiên không mà. Nãy mới chiên được mấy miếng cá cho ảnh ăn đi đồng mà ảnh để anh ăn cơm nguội ảnh đi vậy. Bé này cũng ăn cơm không luôn? Dạ cơm chiên luôn. Trời ơi. Dạ cô bác quý anh chị, ở trong cái clip thứ hai này thì mình sẽ thay mặt chú Nghị là Việt Kiều Mỹ trao cho gia đình của anh Ô 2 triệu đồng. Thì số tiền thứ hai là của cô Diệu Hương là Việt Kiều Úc với số tiền là 2 triệu đồng cũng gửi cho anh Ô. Vậy tổng cộng số tiền này là của cô Diệu Hương là Việt Kiều Úc và chú Nghị là 4 triệu đồng. Trong đó mình trích ra một số tiền là khoảng gần 1 triệu đồng để mua gạo. Đây là bà bán em bán gạo tao bán bào gạo 630. Dạ con trả 630 đi chú lại kêu mua mì rồi chúng ta con lấy xe chạy chở lên dưới luôn. Dạ em rồi. Bán gạo chị bán gạo hả? 630 ngàn bao sốc rồi bán từ thiện mình có bớt không? Rồi, em mua để làm từ thiện đó. Mua cho đó mua cho ngô dưới đó vậy hả? Ừ bớt không cũng tính ra bây giờ tính 620 đi là sát rồi đó em bán là 640. Ừ. Em tiền này là cũng từ thiện không à? 600 được không? Mình coi như ủng rồi. 600 là đủ vốn. À thì mình bán mình đủ vốn được rồi. Em cũng đâu xin này em cũng đâu có cho em gì đâu. 630 không chị? Nhưng mà chị bán bao gạo 50kg bớt 60.000. Tính là giá vốn luôn đó. Rồi vậy đi. Mua cho hô đó. Cũng người này làm phước miếng mình phước miếng đi. Rồi, cùng nhau chung tay. Dạ rồi, em cảm ơn nha, em gửi 600. Rồi, đi bà Tám. Chở xuống. Ừ bà chở đi mày chở luôn. Chở đi, để cho chị này chở đi, mình chở không hết đâu. Chở đi với nhà Ô, ngay chỗ nhà anh Thủy á. Thủy bà đèo á, bây giờ đủ gì đó rồi. Dạ. Ừ. Nấu gì đó. À, bây giờ tiếp theo là mình sẽ mua mua mì. Mua mì với gì đó. À, anh cho em 2 thùng mì. Nước mắm, nước tương đường một ngọt, đường một ngọt và mỗi thứ 2kg nha, 2-3kg gì đây, 2 thùng mì hảo, 2 thùng mì lớn cũng được. Hai thùng 60 gói ha. Hai thùng gốc đỏ cũng được. Dạ 2 thùng 60 gói đi. Rồi một chai nước tương, một chai nước mắm, chai dầu ăn. Đỏ chai 100 gói hay gì? Gói đỏ là 30 bạn, 30 được rồi, 2 thùng 60 gói. Rồi anh lấy giùm em nha. 2 chai nước tương. Hai chai nước tương, hai chai nước mắm, hai bịch bột ngọt, 2 kg đường, 2 thùng mì. À, vậy được rồi. Anh tính giùm em nha. Để em xem với. Rồi 276. 276 ngàn là 2 thùng mì, 2 chai tương, 2 chai nước mắm, 2 kg đường, 2 bịch bột ngọt. Ừ. Là 276 ngàn đồng. À, cô bác quý anh chị, hôm nay mình phải chạy xuống nhà Nô một cái đoạn đường rất là xa như thế này. Tại vì theo chia sẻ của bà Tám và mọi người xung quanh ở đây thì đây là lần thứ 3 mà gia đình anh Nô bị đuổi đi. Và anh phải tìm neo đậu chỗ này. Ôi, hôm trước đi chỗ kia còn đỡ hơn chỗ này, hôm nay vắng quá. Vắng vắng, giờ có chỗ này mát nữa nè. Có bóng cây. Có bóng cây. 3 lần bị đuổi đi đó hả bà Tám? 3 lần rồi. Dạ. Ồ cực quá trời, ở dưới ghe mà cũng bị đuổi nữa. Đuổi ghe mà đuổi mà tao bắt ghe lộn có biết. Con đi đâu vậy? Con đi chơi hả? Nó này nhẹ cũng cực cho bà Tám ghê luôn á. Đây nè. Thôi. Đợi gạo xuống luôn. Đây là mình có mua sẵn là bột ngọt, đường, nước tương, nước mắm với lại mì. Với lại còn đợi gạo chở xuống nữa là xong. Hôm nay thì trước khi đợi gạo xuống thì mình xuống đây mình tâm sự tí xíu đi bà Tám ơi. Xuống chút đi, bà chở xuống đi. Dạ. Hay đỡ đi nè, có cây cầu vịnh đi lên xuống nè. Cái kia không có chơi, không gọi luôn á.
không có hết trơn nữa, đi đỡ. Em chào chị nha. Dạ. Hổm gà nghe nói gia đình mình bị đuổi hả? Dạ. Rồi, sao vậy? Con xuống đi con trai. Chú. Ừ. Trời ơi, ở dưới ghe mà cũng bị đuổi nữa ta. Anh ô đâu chị? Đi đồng ơi. À. Hôm nay nhà mình ăn cơm chưa? Dạ, anh ăn cơm nguội, anh đi à. Cơm nguội đi rồi hả? Dạ. Hôm nay mưa bão quá rồi mình có bị tạt không? Dạ có. Rồi bé mặc đồ vô cho bé khác mình. Nè bận đồ vô cho em thôi con. Vô con ghim đèn lên đây. Cái bình chưa lấy về. Không có bình nữa con. Dạ có bình còn sạc chưa đủ điện. Trời ơi. Có cái bao gạo mà không biết đường sao chuyển xuống luôn. Được không anh? Từ từ bưng xuống chứ nguyên bao đi ngang đó không dám đi sợ té. Thôi bây giờ mình để cái bao gạo này đây đi chút xíu nô dịnh ô sẽ xử lý ha. Dạ cảm ơn chị nha. Bao gạo này 50kg mình mới mua 600.000 đồng. Tiền cô chú Nghị yêu cầu nhờ mình. Dạ. Giờ này xuống đây xuống lại đi. Trời ơi. Bé hai bé ăn cơm gì đấy? Cơm chiên. Cơm chiên hả chị? Dạ ừ. Tôi cho tôi kéo bà. Không có gì ăn được hả? Cái thằng này tối hù nó đi đâu nó gấp gì nữa nè. Ờ, con ăn cơm chiên hả? Dạ đấy con. Dạ. Con có gì chiên, có cá gì không? Chiên không. Chiên không hả chị? Dạ chiên không mà. Nãy mới chiên được mấy miếng cá cho ảnh ăn đi đồng mà ảnh nói để anh ăn cơm nguội rồi ảnh đi về. Bé này cũng ăn cơm không luôn? Dạ cơm chiên luôn. Trời ơi. Ủa sao nghe nói gia mình bị đuổi là sao chị? Em cũng không biết nữa. Tại dạ lên chảnh rồi vô đó đậu rồi mấy đứa này nó cũng đâu có phá gì đâu. Đâu cho lên già đâu. Em cũng không biết nữa, nghe cô Tám nói rồi về đó, rồi hai chồng đi chợ mua thuốc chảnh uống với mấy đứa này về thấy đâu đổ đống rác đốt quá trời luôn. Mấy đứa bé này nó chịu không nổi ha. Dạ rồi xô ghe em đi chứ nói ngay người ta kêu đuổi thì không có đuổi. Dạ kêu cái kêu đuổi. À con lên đây con bé tên Đạt không? Đạt xích lên đây ơi. Xích lên đây á cho chú nói chuyện. Hôm nay thấy con buồn buồn hả? Sao buồn? Hổm ngày có còn đi đồng với ba không? Dạ không. Không hả? Người con hổm ngày con ở nhà con làm gì phụ? Nấu cơm. Con nấu cơm hả? Ở đây cũng tranh thủ vào cái thời gian này vào buổi tối cũng nhờ cái ánh đèn của Bùi Hồ đó chứ nhà thật ra là nhà của chị bây giờ là không có đèn, mấy đứa bé này nó ăn cơm trong màn đêm luôn nè. Hôm nay thì em đến đây em gửi cho chị một cái bao gạo 50kg. Dạ. Với lại hai bịch bột ngọt, hai bịch đường, hai chai nước tương, hai chai nước mắm. Với lại đó là cái số tiền là của chú Nghị gửi cho gia đình của chị. Dạ. Thì hôm nay thì em đến đây em thay mặt tất cả mạnh thường quân thì em sẵn đây em giao tiền, em có ghi lại cái danh sách đây mới vừa ghi lúc nãy thì cái phần này thì chú Nghị là Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho chị gia đình mình 2 triệu. Dạ. Cô Diệu Hương là Việt Kiều Úc cũng ủng hộ cho gia đình mình 2 triệu. Dạ. Là tổng cộng là 4 triệu. Dạ. Trong khi đó là chú Nghị thì nhờ em mua cho gia đình mình gạo với lại nước tương, nước mắm. Dạ. Thì em mua một bao gạo là 50kg. Dạ. Là 600.000 đồng. Cái này là người ta bớt rồi đó. Người ta làm từ thiện. Dạ. Với lại mua nước tương, nước mắm, bột ngọt là 276.000 đồng. Tổng cộng số tiền mình mua là 876.000 đồng. Dạ. 4 triệu đồng mình trừ đi cho 876.000 đồng là còn lại 3.124.000 đồng. Dạ. Là cái số tiền mình em sẽ giao hôm nay thì mình sẽ giao cho chị luôn nhà và 800 dùng. Dạ. Cái bóng đèn con đếm tiền cái nói chung là em thì ít có dịp qua đây nên em có dịp qua thì em mới giao luôn. Dạ. Chứ em thì thời gian em đi làm em sẽ đếm cho chị xem nha. Dạ. 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu nè, 124.000 đồng đây em giao cho chị. Em nghe nói là gia đình mình là hôm trước là mình cũng có nhận sự ủng hộ hả chị ha? Dạ có, em có nhận sự ủng hộ của chị anh Cao Hớn được 2 lần. Thích lăng thang. Dạ lăng thang. Dạ. Là 2 lần là được 10.600.000. Dạ. Dạ với lại hai cái chú Phong gì đó, cái chú Phong. Phong đó, Bụi, hai, bạn dạ, em. Dạ. Hai lần được 2 triệu. Dạ. Dạ. Rồi mình cũng được hơn 10 triệu rồi. Dạ.
Dạ em nghe nói bà Tám nói là hôm ngày bà Tám giữ tiền cho chị hả? Dạ. Hôm em bệnh em là mượn lại hết 1 triệu rồi. 2 triệu. Dạ. 2 triệu. Dạ. 2 lần với dạ. Là triệu. Làm giấy tờ đó. Ừ. Dạ, là hai lần là 2 triệu. Ừ. Còn gửi cô Tám được 6 triệu. Dạ. Đây các nhà các cửa dạ. Ra ngoài này kia đang ngoài sửa đèn sáng. Con cũng cảm ơn chú Nghị với cô Tư. Cô Hương, cô Diệu Diệu Hương. Với lại nước Úc. Nước Úc chiên là hỗ trợ cho gia đình con được số tiền này, nhất là con quý và mừng lắm con. Cảm ơn chú Nghị và cô Diệu Hương. Diệu Hương. Việt Kiều. Dạ. Dạ. Mở má. Dạ. Cho hai bà cô bà Hồ hay nè. Mở má con nó té xong nhỏ này nè. Nó gớt ở xong bé này hả? Ừ. Từ đầu mũi mà chạy tao lái rồi có uống nước rồi mò hai hơi. Hai hơi cái nó mới mò được nó lên siêu cò. Trời ơi. Dạ. Giờ nhỏ này là mai bỏ lên chứ này không có nói rồi. Con gớt xong hả? Gớt xong. Dạ con. Trời ơi. Tưởng chết thôi bỏ hầu giết thanh rồi tao nói đó sao nấu cơm đó rồi ăn trước này cái nó gớt nghe cái tẩm là ảnh nhảy xuống liền đó mà nó bị trôi. Nó trôi, nước nó sao trôi. Mò được chín hay à, bé nó, sao? Nó gà với cái lườn ghe này nè. Trời ơi. Dạ, nó quẳng vô lườn ghe cái ảnh màu sâu nước chảy hết nước chảy rồi thì trời ơi. Ảnh bệnh lương nè. Dạ ba chúng ta lên chứ này không có nói nhỏ này rồi chết rồi. Trời ơi. Lúc đó con sợ không con trai? Đúng rồi, con không biết gì hết. Dạ tại nó đi công chuyện bên cô Bảy nó. Dạ trời ơi bé này nó mấy tuổi rồi? Nó 4 tuổi rồi. Còn bé nhỏ? Bé nhỏ mới có 10 mấy tháng. Ừ. Hồi mai bé nhỏ con quá ta. Dạ. 4 tuổi mà nhỏ con. Xíu con. Ừ. Dạ chị. Cô thấy gì mà cô sợ, cô mới chạy đi kiếm mua nền nhà cho nó đó. Ừ. Ở chỗ đó đó giờ á, nó giờ mà nước ngoài giúp cho nó 30 triệu thôi. Cô mua cái nền nhà, cô cắt cái nhà nó đàng hoàng thôi, cho đàng hoàng cái nó ở được rồi. Hổng hổng gửi 8 bao nhiêu rồi? 6 triệu, 6 triệu hả? Gửi 3 dạ. Triệu ra 9 triệu. Dạ. Cho con gửi luôn đi cô Tám. Để con quên, con gửi cô Tám 3 triệu đi. Là 9 triệu ha, chứ sao là 9 triệu ha. Dạ, rồi. Con 9 triệu này vậy là mình còn lại hai mấy triệu nữa đủ rồi. Hả? Nền nhà. Nền nhà đó đó. Ừ. Thì bởi vậy tính nói rồi nó mua về thiếu ha thì nó mua nóng thêm đó con. Bị nóng người ta cắt nhà đó mình phải mua nóng đá. Dạ. Nó mua nóng đá thêm. Ừ. Đó rồi thành ra tiền này cô giữ là tỷ dư. Người ta cất nhà đâu có cái làm cửa buồn cửa đồ. Rồi mình mua cho nó cửa buồn rồi nó xuất tiền nó mua mà cô vô đây tỷ dư à. Muốn mần cái gì rồi cô nói ừ muốn mua cửa buồn thì nó lấy tiền mua. Bao nhiêu cho tính tiền nhiêu vậy thôi. Chứ cô giữ cho có để sợ đi. Dạ. Nó làm hết thôi. Dạ. Đây. Có nghĩa là mình tích lũy lại. Tích lũy lại. Ừ. Tỷ dư à, nói mua nóng cất nhà người ta vô nóng nóng cây không mà nó mục. Thì mình đi mua nóng đá. Cập vô. Để xuống luôn khỏi cặp để dạ. Xuống chung với người đưa ở nhà lên. Dạ. Đó. Thì ra đó đó cô thấy giờ cô nói mua đi cái nhà đó là vậy nhà đó không ai có mà bằng giấy tờ chứ. Thì con cũng thôi thì con cũng là kết nối thôi. Ừ. Cũng tùy duyên của Mạnh Thường Quân ừ, con không vậy. Có chủ động được nha. Ừ. Dạ. Thì vậy đi. Rồi hôm nay thì qua đây thì cũng đại diện cho chú Nghị là Việt Kiều Mỹ với lại cô Diệu Hương là Việt Kiều Úc trao cho chị số tiền là 4 triệu đồng cũng như là em đã mua một số đồ dùng theo yêu cầu của chú Nghị cũng đại diện cho chú Nghị mua dâm. Thì một lần nữa thì hôm nay qua đây thì nghe kể cái câu chuyện về cái bé 4 tuổi này em đau lòng quá. Thôi cố gắng giữ bé nha chị nha. Rồi mai mốt mà có được cái số tiền ủng hộ đó thì mình mua mình cắt đỡ 30 triệu thì nó cũng đối với mình thì rất là lớn nhưng mà đối với Mạnh Thường Quân càng nhiều người chung tay thì nó sẽ không có lớn đó. Thì bây giờ thì em cũng không biết nói gì hơn thì chúc cho gia đình chị luôn mạnh khỏe ha. Cố gắng trong thời gian tiếp theo nha chị. Con cảm ơn cô Tám nhiều luôn. Cô Tám có muốn nói lời gì nữa không hay là chị nói nhờ ơn nước ngoài giúp nó được 30 triệu thôi cho các nhà tỷ có thiếu tiền này thì nó gửi tôi thì để nó mua nóng nó ngay mởm nó lấy với con nhỏ này nè cho tiền mởm con giật sốt quá sốt rồi nó uống thuốc hết trơn rồi ba tờ tiền nó lẻ nó hết hết trơn rồi thành ra giờ tôi giữ đây nên nó cất nhà nóng méo gì đó để tôi buồn có đáo giờ nào ta thiếu đó người ta không bằng nên mình có tiền bằng thêm chứ để đây tôi sợ nó xài này kia tôi mới giữ rồi thôi. Yeah. Mà nó cần nhiêu tôi dơ nhiêu không mất bạc nào trơn trọi hỏi nó coi không có yeah. Bạc nào trơn rồi em có gì em trao đổi với Mạnh Thường Quân cái có gì em cho hay sao em cũng không yeah. Quyết định được nha. Yeah. Rồi em chào chị nha.